Đối với bản thân mình, mỗi khi ai đó hỏi một góc làm việc tuyệt vời nhất là như thế nào, một góc làm việc gọn gàng, sạch sẽ và phải có sự tiện lợi. Vì thế, mình hay lựa chọn những mẫu màn hình có motion arm sẽ mang lại lựa chọn tối ưu khi vừa có thể sử dụng linh hoạt, lại có thể để những dây kết nối cực kỳ gọn gàng. Mua một cái tay arm ở trên màn hình thì rất đơn giản, các bạn hoàn toàn có thể lên đến bất kỳ một cái địa chỉ nào để có thể mua. Thế nhưng, những cái mẫu màn hình có sẵn tay arm ở trong bộ thì thực sự rất hiếm. Thế nên, LG là sự lựa chọn của mình khi mà LG có một cái chân arm được gọi là LG Ego thế hệ thứ 2 đã mang đến cho mình những cái cảm giác và đặc sự sáng tạo trong thiết kế mang lại. Một tay arm vững chắc, thiết kế tối giản nhưng lại lắp đặt cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng. Các thao tác đưa lên hạ xuống vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng uyển chuyển, và chắc chắn đây sẽ là một trong tay arm tốt nhất đi theo kèm màn hình. Tuy nhiên, về mặt ngược lại, một số những cái mẫu màn hình của LG mà khi các bạn lắp lên tay arm này thì các bạn yêu cầu ấy phải là gọi là chung kích cỡ này, chung kích cỡ màn hình hoặc là nhẹ hơn tay arm một chút. Còn nếu như màn hình to hơn hẳn hoặc quá nhẹ khi đưa lên tay arm này thì khi đấy chúng ta sẽ phải cần căn chỉnh sao cho phù hợp, và mình cũng không khuyến khích các bạn nghịch cậm như vậy mà chúng ta nên đầu tư tay arm bên ngoài. Về cách lắp đặt của sản phẩm, cầm chân đấy lên, kẹp chặt vào bàn, chỉ cần bàn có độ rộng tiêu chuẩn là siết hết lực chúng ta đã có thể cối ở trên mặt bàn. Sau đó chúng ta đặt màn hình lên thì với chân đế của Ego được mình sử dụng với rất nhiều tư thế, đưa sang trái, đưa sang qua phải, nâng lên, hạ xuống và xoay nhẹ nhàng sang hai bên, ngửa lên, ngửa xuống, thậm chí là hoàn toàn có thể quay dọc màn hình. Bên trong tay arm thiết kế sẵn những cái lỗ DJ, việc duy nhất các bạn cần làm đó chính là đưa những sợi dây cáp qua từng khe và chúng ta đã có một góc làm việc hoàn chỉnh, cực kỳ sạch sẽ và những cái dây kết nối có thể sử dụng ở mức tối đa có thể. Và khi sau khi DJ xong, ở đằng sau chúng ta có thể thấy được là có một chút dây dợ. Tuy nhiên, khi mà sử dụng thì tất cả những cái dây đó đều sau màn hình. Thế nên khi mà nhìn thực tế trải nghiệm sử dụng từ đằng trước về là hoàn toàn sạch sẽ. Và chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái tấm nền LG trang bị trên cái mẫu màn hình có kích thước là 32 inch. Thì cái tấm nền được sử dụng ở đây là tấm nền IPS có độ phân giải là 2K, tần số quét là 60Hz. Ưu điểm nổi trội lớn nhất của LG đó chính là độ sáng thực tế của sản phẩm là rất cao. Còn về chất lượng hiển thị sẽ phụ thuộc nhiều vào thói quen sử dụng. Đối với một màn hình rất to lên đến 32 inch và độ phân giải 2K thì hình ảnh chưa chắc đã là sắc nét nhất, thế nhưng vừa đủ với cái kích thước sử dụng thông thường và cách sản phẩm khoảng từ 30-50cm và cũng giúp cho cái sản phẩm có một cái mức giá tốt nhất có thể. Nói thật ra, nếu như bạn nào mà thắc mắc rằng là có rỗ hay không, với kích thước gần như mình ở đây hiện tại thì mình nhìn ấy đúng là có rỗ, nhưng mà với màn hình 32 inch các bạn không thể nào mà dùng gần đến như thế này được. Các bạn sẽ thường phải cách sản phẩm khá xa. Với màn hình 24 thì là 30cm, còn với 32 inch mà muốn nhìn thấy hết thì sẽ là khoảng 50cm. Thì khi đấy cái khoảng cách sử dụng lớn như vậy thì các bạn cũng không thể nhìn rõ được những cái điểm ảnh nó bị rỗ trên sản phẩm đâu. Vậy thì còn cái ứng dụng thực tế khi chúng ta sử dụng khi chơi game hoặc edit video. Về mặt chơi game trước đi thì đối màn hình 60Hz đây, các bạn nhiều bạn game thủ sẽ không ưu tiên lắm về vấn đề chơi game. Tuy nhiên, khi mà sử dụng chơi game thì hoàn toàn có thể sử dụng một cách vô cùng thoải mái, bởi vì màn hình có độ phân giải cao này và rất lớn, hình ảnh nhân vật cũng khá to để chúng ta có thể giải trí lúc cần thiết. Còn cái điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta sử dụng khi mà làm việc. Các bạn có thể thấy mình với cái màn hình mình để ở, các bạn tưởng tượng ở giữa phòng đi. Chúng ta có một mẫu màn hình, các bạn đứng, các bạn thuyết giảng, các bạn có thể xoay sang trái, xoay sang phải và đưa cho bất kỳ một người nào đứng ở các bên hoàn toàn có thể nhìn thấy cực kỳ dễ dàng. Hoặc là khi các bạn có edit video, các bạn cần phải ngồi, các bạn đôi khi các bạn ngồi thẳng, ngồi ngửa ra thì đối mẫu màn hình có tay arm đây, các bạn hoàn toàn có thể chọn được cái hướng làm việc sao cho tốt nhất có thể. Điểm mà mình rất thích trên những mẫu màn hình của LG đó chính là tính thực tế của sản phẩm là rất cao. Những cổng kết nối được trang bị vẫn vô cùng cơ bản thôi, chúng ta có những cổng DisplayPort này, HDMI, USB Type-A và đặc biệt sẽ có thêm một cổng USB Type-C nữa. Thì cổng USB Type-C này nghe trông vẻ đơn giản nhỉ? Thế nhưng đối với cổng USB Type-C này, các bạn có thể đóng vai trò đó chính là vừa xuất hình thông qua giao thức DisplayPort và chúng ta có thể sạc luôn cho laptop với công suất tối đa là 100W điện. Yếu tố thực tế ở đây là gì? Khi các bạn sử dụng những cái mẫu laptop này hoặc là sử dụng luôn MacBook thì có cổng USB Type-C hỗ trợ công nghệ gọi là Thunderbolt 4 hoặc là những cái công nghệ tương đương, thì khi đấy các bạn cần duy nhất một cổng USB Type-C các bạn cắm vào. Các bạn vừa xuất hình này, các bạn vừa có thể cắm được thêm USB này, và các bạn biết điều gì không? Các bạn sẽ không cần phải đầu tư thêm một bộ sạc nữa. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể để một bộ sạc ở nhà và mang laptop, mang MacBook đi làm, chỉ cần một theo MacBook thôi, sạc thì đã có mẫu màn hình này gánh cho rồi. Đấy chính là yếu tố thực tế và thực dụng khi sử dụng. Và dĩ nhiên, đối với những mẫu màn hình của LG 32 inch có nam Ego thì sẽ mang tới cho những cái người dùng là hai yếu tố.
tối giản và thực tế. Và trong tương lai thì biết đâu LG sẽ bán tai âm này ra rời để người dùng có thể mua và sử dụng, thì khi đấy sẽ mang những cái sản phẩm của họ đến nhiều người dùng hơn. Còn nếu như bạn nào mà quan tâm đến những mẫu sản phẩm có LG Ego này thì đường link mình sẽ để dưới phần mô tả để chúng ta có thể click vào. Hẹn lại các bạn trong những video sau.